Hiện tại, Niceline đã mở đăng ký lớp học thiết kế PowerPoint hình thức offline đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo thông tin chi tiết tại niceline.vn Hà Nội. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học thiết kế PowerPoint online toàn diện tại niceline.com để khai phá toàn bộ sức mạnh thiết kế tuyệt vời của PowerPoint.